có thành công nào xảy ra sau một đêm, cũng không có thất bại nào xảy ra sau một ngày. Thói quen là những hành động được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có hai loại thói quen tốt và thói quen xấu. Thói quen tốt nó giúp cho bạn tiến tới mục tiêu, thói quen xấu đẩy bạn ra xa khỏi mục tiêu của mình. Đi mượn tiền của người khác để mà tiêu xài. Và cái thói quen đó cứ lặp đi lặp lại, nó sẽ khiến cho họ tích lũy những khoản nợ. Con người chúng ta rất dễ bị nghiện một cái gì đó. Nghiện xem phim ngôn tình, nghiện ăn đồ ngọt, nghiện chơi game. Ví dụ bạn ăn một cái món gì đồ ngọt, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy thèm thuồng và muốn được ăn nhiều cái món đồ ngọt đó hơn. Hoặc là bạn lướt TikTok, chỉ cần bạn mở cái TikTok ra thôi đã có video sẵn hấp dẫn để cho bạn xem rồi. Và hết cái video đó nó sẽ tự nhảy qua một cái video khác. Cái việc mà mình có được cái sự thỏa mãn nó rất là đơn giản. Nên là con người chúng ta rất là dễ bị nghiện. Vậy thì hãy tự hỏi bản thân mình, tại sao bạn không nghiện làm giàu? Tại sao bạn không nghiện làm kinh doanh? Tại sao bạn không nghiện chăm sóc sức khỏe? Tại sao bạn không nghiện hòa hợp mối quan hệ? Tại sao bạn không nghiện trong việc tích lũy tài sản cho mình, mà lại nghiện những cái điều nó không giúp cho mình thành công? Những thói quen ảnh hưởng làm suy giảm tài sản của mình thì cứ nghiện hoài. Điều mà các anh chị đang bị nghiện nó đến từ việc là chúng ta được lập trình ngay từ nhỏ. Bao nhiêu anh chị ở đây mình đã được rèn luyện ngay từ nhỏ, sau này lớn lên hãy làm những việc gì mà đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái thôi và có thu nhập ổn định. Việc nhẹ lương cao thì làm. Cho Thảo hỏi các anh chị, trên cuộc đời này có việc nhẹ lương cao không ạ? Chắc chắn là có. Nhưng việc nhẹ lương cao thì ai cũng dành làm. Và lương cao là bao nhiêu thì là cao? Bạn có trả lời được không? Vậy thì việc khó dành phần ai? Việc khó dành cho những người thành công. Tư duy tăng lên thì tiền sẽ tăng lên. Trình độ của bạn tăng lên thì thu nhập của bạn cũng sẽ tăng lên. Nếu như trình độ của bạn ở mức là học việc thì bạn sẽ chỉ xứng đáng nhận ở cái mức lương là học việc. Nếu như trình độ của bạn ở mức chuyên gia thì bạn sẽ nhận mức lương ở mức độ chuyên gia. Và nếu như trình độ của bạn ở cấp độ là bậc thầy thì bạn sẽ nhận mức lương ở bậc thầy. Và cái chữ trình độ ở đây á, nó không phải là nói về bằng cấp đại học hay là tiến sĩ hay là thạc sĩ, mà trình độ ở đây á, đó là khả năng bạn thực hành, ứng nghiệp, thực nghiệp những kiến thức vào trong cuộc sống, mang lại kết quả cho người khác. Một người anh ta học lên tiến sĩ nhưng chưa bao giờ anh ta dùng kiến thức đó để thực hành thực tế thì nó cũng chẳng khác gì một người đọc rất là nhiều sách về bơi lội nhưng mà anh ta chưa bao giờ xuống hồ bơi. Vậy thì cái cách duy nhất để cho các anh chị tránh bớt được những cái thất bại và gia tăng cái sự thành công cho mình, đây là cái con đường từ cổ chí kim, từ cái thời sơ khai con người cho tới ngày hôm nay. Cái con đường hiệu quả nhất đó là hãy chọn phát triển bản thân của mình lên. Và có 3 cách để bạn có thể phát triển bản thân của mình. Cách thứ nhất, hãy học từ kinh nghiệm thất bại của bản thân. Có nghĩa là bạn tự va chạm, tự thất bại, tự rút ra bài học. Và cái cách này nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian, công sức. Và cuộc đời này nó thật là ngắn ngủi để mà bạn phải thất bại quá nhiều lần. Nên là nhiều người đã chọn học cách số 2, đó là học từ kinh nghiệm thất bại của người khác. Thay vì bạn phải tự trải nghiệm, bạn phải tự thất bại, tự trả giá, thì bạn có thể học luôn cái thất bại của người khác để bạn tránh né, không mắc phải sai lầm cho mình. Nhưng cái câu hỏi đặt ra là, vậy cách nào, con đường nào để giúp cho bạn thành công đây? Nên là nó có một cái cách thứ ba, nó thông minh hơn, nó khôn ngoan hơn rất là nhiều, nhưng mà không phải ai cũng biết tới. Đó là hãy học từ kinh nghiệm thành công của người khác. Nếu bạn muốn thành công về tài chính, bạn phải biết những người đang thành công về tài chính họ có suy nghĩ gì, có thói quen, có chiến lược gì. Bạn hãy học theo họ, làm theo họ. Hãy nhớ, nếu như thấy một người nào đó làm được cái gì mà bạn chưa làm được, có nghĩa là họ biết cái gì mà bạn chưa biết. Việc của bạn là hãy tìm xem nó là cái thứ gì, học hỏi. Mình cũng có thể làm được như họ. Và từ năm 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi, Thảo đã đi tìm cái con đường chinh phục cuộc sống tự do tài chính, gia tăng thu nhập của mình. Nhưng mà mình lại tự học từ kinh nghiệm thất bại của mình. Mình nghĩ rằng là thất bại là mẹ thành công. Cho đến năm 25 tuổi, mình vẫn chỉ làm ra được thu nhập 5 triệu một tháng, tài khoản không có số dư. Và cho đến khi mà mình cảm thấy chịu hết nổi rồi, làm 10 năm trời mà không dư một đồng tiền nào, nên mình đã quyết định là học theo người thành công. Mình đi tìm những cái người mà giỏi nhất để mình có thể học được. Và mình rất là may mắn đã gặp được môi trường của câu lạc bộ
gặp được người thầy của mình đã cho Thảo chọn cái bộ những cái công thức, những yếu tố, những kiến thức cần thiết để mình có thể chinh phục được cuộc sống tự do tài chính. Và Thảo đã sao chép học hỏi hơn một năm nay và Thảo đã đạt được cuộc sống tự do tài chính trong tuổi 30 chỉ trong vòng hơn một năm thôi, mà mình có thể làm được một cuộc sống tự do nó nhanh hơn rất là nhiều so với việc mà mình phải tự học kinh nghiệm thất bại của mình trong vòng 10 năm liền. Và Thảo tin tất cả các anh chị ở đây cũng vậy. Nếu như các anh chị đang gặp những cái vấn đề về tài chính, đơn giản là các anh chị không có chịu học theo người thành công, hãy cho phép mình được học tập với Thảo trong một tuần tới. Thảo sẽ giúp các anh chị, Thảo sẽ đúc kết lại những cái tư duy, thói quen của một nhà triệu phú, một doanh nhân là như thế nào, để sao chép gửi lại cho các anh chị, để các anh chị cũng có thể làm được như những người thành công khác, để giúp cho cuộc sống về tài chính của các anh chị tốt hơn. Thảo làm được, Thảo tin rằng tất cả các anh chị cũng sẽ làm được, các anh chị thành công. Và hãy nhớ follow kênh của Thảo để nhận thêm nhiều phương pháp thu hút tiền bạc và thịnh vượng.